Tiếp nối một ý kiến của đồng mạng, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị cảm nhận của họa sĩ Đỗ Duy Ngọc đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 4 tháng 8 về một xã hội Việt Nam ngày càng thờ ơ, nhu nhược thời Cộng sản. Mời quý vị cùng chia sẻ. Nỗi sợ hãi khiến cho con người càng lúc càng hèn. Không hiểu các giáo viên coi thi gọi là giám thị đấy làm cái gì mà không có phản ứng khi thấy một thí sinh nằm ngủ suốt gần các tiếng đồng hồ trong giờ thi, đưa đến hậu quả là học sinh này bị đánh rớt vì điểm liệt. Lỗi này đầu tiên là của thí sinh, đương nhiên rồi, nhưng những người giám thị cũng có lỗi. Quy chế thi là giám thị không được nói chuyện, giao tiếp trực tiếp với học sinh. Thế nhưng không có nghĩa là giám thị không được nhắc nhở học sinh khi thấy có vấn đề, khi thấy thí sinh nằm ngủ hơn 40 phút như thế mà cũng không có phản ứng, chứng tỏ những người giám thị trong phòng thi này đã không làm tròn trách nhiệm và tuân thủ quy định một cách cứng nhắc và vô cảm. Ở đây, may mà thí sinh chỉ nằm ngủ vì quá buồn ngủ. Nếu như em bị hạ đường huyết, trúng gió, bị tai biến, bị đột quỵ, bị những chứng bệnh nguy hiểm cấp tính, thì không lẽ cả tập thể giám thị cũng đứng ngó cái chết đe dọa thí sinh đó hay sao? Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã lên tiếng xác định giám thị coi thi là đúng quy chế trong vụ học sinh ngủ quên trong phòng thi môn tiếng Anh dẫn đến trượt tốt nghiệp trung học phổ thông. Đã đành là thi cử có quy chế nhưng không thể tuân thủ một cách cứng nhắc, máy móc như thế này. Đồng thời tại phụ lục 4 mục coi thi kèm theo công văn số 1523 vào ngày 19 tháng 4 của Bộ Giáo dục Đào tạo, mục 11 yêu cầu: trong quá trình coi thi, các tình huống bất thường nếu có, đặc biệt là các tình huống ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, cán bộ coi thi phải thông qua cán bộ giám sát để báo ngay cho trưởng điểm thi xem xét quyết định trước khi xử lý. Như vậy, chiếu theo quy chế thi, thí sinh ngủ quên trong thời gian dài được xem là hiện tượng bất thường. Thế nhưng giám thị không quan tâm, báo cáo, nhắc nhở, tức là vi phạm quy chế, không thể cho rằng làm đúng quy chế như phát biểu của lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Cà Mau được. Nguyên biện như thế là bất hợp lý. Nhiều lúc cũng không biết lý giải thế nào về những hiện tượng đang xảy ra ở xã hội này. Con người bây giờ hình như trở thành robot. Lúc nào cũng bị những quy định trói chặt tay chân, không dám làm và không dám chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Dù đó là những hành động hợp tình, hợp lý. Chỉ cần một cái lắc vai vào người thí sinh hay dùng cuộn giấy thi đánh khẽ vào người thi thì đã cứu thí sinh này khỏi bị đánh rớt. Một học sinh giỏi không bị đau khổ và tiếc nuối vì một giấc ngủ quên khiến mình không hoàn thành mơ ước được tốt nghiệp và bước vào giảng đường đại học. Kết quả điểm thi các môn của thí sinh này là toán 8.8, ngữ văn 7.75, vật lý 9.5, hóa 9.0, sinh học 6.75. Tuy nhiên, môn tiếng Anh thí sinh này bị không điểm, rớt vì điểm liệt, rớt vì một giấc ngủ quên, rớt vì sự thờ ơ của những thầy cô. Thế nhưng, người ta không làm, người ta thờ ơ, người ta mặc kệ nó. Hồi xưa hơn mấy chục năm tôi đi dạy học, gác thi, chấm thi ở nhiều hội đồng thi, chưa thấy bao giờ các thầy cô lại dửng dưng trước học trò của mình như vậy. Có lẽ thời thế đổi thay rồi chăng, hình như bây giờ người ta làm gì cũng sợ dù biết rằng việc làm ấy là đúng đắn. Nỗi sợ hãi ấy khiến cho con người đánh mất lương tâm và càng lúc càng hèn đi.